nhằm tuyên truyền cho nhân dân về công tác phòng cháy chữa cháy những tháng cuối năm. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Thanh Khê đã tổ chức buổi thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cụm dân cư Thuận An 1 và 2, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê. Tình huống cháy giả định xuất phát tại một nhà dân do sơ suất trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã xuất 2 xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy sau 40 phút. Buổi thực tập đã giúp cho nhân dân cụm dân cư Thuận An nắm được những kỹ năng cơ bản khi có cháy xảy ra, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại nơi mình sinh sống.